Thưa quý vị, trong đêm nay, miền Bắc chỉ còn mưa nhỏ rải rác ở khu vực ven biển và các tỉnh vùng đồng bằng. Tuy nhiên, tình trạng sương mù thì vẫn còn xuất hiện ở nhiều nơi. Nền nhiệt thấp nhất về đêm và sáng ở Bắc Bộ tăng lên mức từ 19 cho đến 22 độ, trời chỉ còn se lạnh. Sang ngày mai, không còn thành phần gió đông, miền Bắc đồng loạt chuyển nắng về chiều. Nhiệt độ ngày tăng nhanh, cao nhất trong ngày mai ở các tỉnh, thành phố phía đông Bắc Bộ tăng lên mức từ 26 cho đến 28 độ. Còn ở khu vực phía Tây, nhiệt độ ở mức từ 28 cho đến 31 độ, trời nắng ấm. Với các tỉnh miền Trung, trong đêm nay, các tỉnh dọc từ Thanh Hóa trở xuống cho đến Thừa Thiên Huế vẫn còn có tình trạng mây nhiều, nhưng mưa thì chỉ còn xuất hiện ở một vài nơi. Hiện tượng sương mù cũng gia tăng, nền nhiệt đêm ở khu vực này phổ biến tăng lên trên 20 độ, cảm giác se lạnh. Sang ngày mai, cả miền Trung trời không mưa, có nắng, nền nhiệt hầu khắp các tỉnh thành Trung Bộ đều tăng. Cao nhất trong ngày mai ở các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, giao động trong khoảng từ 27 cho đến 30 độ. Còn ở các tỉnh thành từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, nhiệt độ duy trì trong khoảng từ 29 cho đến 32 độ. Với các tỉnh thành phía Nam, Nam Bộ vấn đề nghiêm trọng nhất lúc này vẫn là chiều cường. Với mức chiều cường tiếp tục cao trên mức báo động 3 khoảng từ 2 cho đến 5 cm, vì thế tình trạng ngập úng vào giờ tan tầm vẫn có khả năng xảy ra. Thời tiết ngày mai ở Nam Bộ vẫn là ngày trời nắng, nền nhiệt cao, giao động trong khoảng từ 32 cho đến 33 độ. Còn ở Tây Nguyên thì không mưa, nhiệt độ giao động trong khoảng từ 28 cho đến 31 độ. Trên biển, ở khu vực phía bắc của Biển Đông, bao gồm vùng biển huyện đảo Hoàng Sa, gió đông bắc giảm còn ở mức cấp 4, cấp 5. Còn ở khu vực phía nam của Biển Đông, bao gồm vùng biển huyện đảo Trường Sa, gió đông bắc mạnh ở mức cấp 4, cấp 5. Cả hai huyện đảo không nơi nào có mưa, tầm nhìn xa đều ở mức cao trên 10 km. Và sau đây là dự báo thời tiết chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh, thành phố trên cả nước.